Thủ tướng Phạm Minh Chính bất kể tính mạng hành khách vẫn ủng hộ dùng máy bay do Trung Quốc sản xuất. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac đang hợp tác với hãng hàng không tư nhân Vietjet để đưa máy bay của tập đoàn này hoạt động ở thị trường hàng không Việt Nam. Phó Tổng giám đốc tập đoàn Comac Ngụy Ứng Bưu tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 12 tại Vân Nam, Trung Quốc nói rằng Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng với loại máy bay này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc Comac hợp tác với Vietjet là sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, ông Chính cũng bày tỏ tin tưởng Comac sẽ có những bước tiến vượt bậc trong vòng 5 đến 10 năm tới đây. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, máy bay Comac đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Dự kiến loại máy bay chở khách của Comac cũng sẽ chính thức khai thác ở Việt Nam vào cuối năm 2024. Trước đây, vào tháng 6 năm 2024, lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng cho biết họ sẽ xem xét khả năng khai thác máy bay Comac C919 của Trung Quốc trong tương lai. Theo giới quan sát, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách Comac C919 của họ ra thị trường quốc tế với hy vọng sẽ cạnh tranh với hãng khổng lồ như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc đang còn phải trải qua các bước để được chứng nhận quốc tế, điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới tỏ ra hết sức thận trọng. Ngày 28 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, do thiếu hụt máy bay trầm trọng, Vietnam Airlines đã để mắt tới dòng máy bay Comac C919 của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, thông tin Vietnam Airlines sẽ sử dụng máy bay chở khách cho Trung Quốc sản xuất đã khiến mạng xã hội của người Việt Nam nổi sóng. Đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm bởi lý do có liên quan đến tài sản, tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến lo ngại hàng hóa của Trung Quốc sản xuất phần lớn là không đảm bảo chất lượng. Máy bay chở khách cho Trung Quốc mà trục trặc thì hành khách chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thêm vào đó, theo tờ báo tin tức của ngày 12 tháng 2 năm 2023 dẫn từ Asia Times cho biết máy bay nội địa đầu tiên Comac 919 của Trung Quốc gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại, dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China, máy bay Comac 919 đã cất cánh ở sân bay quốc tế Hồng Kông, Hồng Kiều ở Thượng Hải và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Do một trong các động cơ của máy bay C919 thử nghiệm, trong khi hạ cánh không mở được hộp đảo ngược lực đẩy, vốn được thiết kế để làm chậm máy bay, khiến hành trình của chuyến bay thử nghiệm bị hủy bỏ và máy bay phải quay trở lại Thượng Hải. Kết luận điều tra ban đầu của giới chức an toàn hàng không Trung Quốc cho rằng sự cố là do có một số vấn đề về các bộ phận sản xuất có nguồn gốc từ nước ngoài. Được biết, máy bay Comac 919 được quảng cáo do Trung Quốc chế tạo, lắp ráp với giá thành thấp hơn để có thể cạnh tranh với các loại máy bay như Boeing và Airbus. Trên thực tế, Trung Quốc chỉ chủ yếu phát triển lớp vỏ của máy bay, còn các chi tiết quan trọng như động cơ phản lực, hệ thống điện tử vẫn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Sau sự cố vừa kể trên, hãng hàng không China, lớn thứ hai của Trung Quốc, buộc phải lập tức loại bỏ lại máy bay này và thay thế bằng máy bay Airbus A320 của Pháp. Công luận thấy rằng Trung Quốc là ông trùm trong vấn đề đưa hối lộ cho các quan chức của Việt Nam trong các hợp đồng kinh tế và không hiểu lý do gì mà Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, bất kể sự an toàn của hành khách một lần nữa, lại cố ý làm lợi cho Bắc Kinh. Việt Nam cần chuẩn bị gì để đại bàng SpaceX chuyển từ Đài Loan sang Lót Ổ? Ngay sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 trên 400 mã cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, theo tờ Reuters cũng đưa tin, Việt Nam sẽ nằm trong số điểm đến khi hãng công nghệ SpaceX của tỷ phú Musk mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan chuyển hoạt động sản xuất một số bộ phận trong chuỗi cung ứng ra khỏi nước này. Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX là một công ty tư nhân của tỷ phú Mỹ, chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ hàng đầu của thế giới. Câu hỏi được đặt ra là vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ từ trước đến nay không chấp nhận đầu tư vào Việt Nam? Theo đó, phía Việt Nam cần phải xem xét một cách nghiêm túc để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu lót ổ đại bàng SpaceX của tỷ phú Musk. Mới đây, theo công bố, hãng công nghệ Microsoft sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ đô la tại Indonesia, trong lúc Amazon tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 9 tỷ đô la tại Singapore, 5 tỷ đô la vào Thái Lan và 6,2 tỷ đô la vào Malaysia. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, gã khổng lồ Google cũng đã công bố đầu tư tổng cộng 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, quyết định vừa kể trên được đưa ra sau khi có thông tin khẳng định
Google cân nhắc đầu tư vào Việt Nam trong tháng 8 năm 2024, nhưng cuối cùng Google lại lựa chọn Malaysia và Thái Lan. Điều này đã khiến cho Việt Nam lỡ một cơ hội thu hút đầu tư lớn. Theo giới chuyên gia về đầu tư quốc tế, Việt Nam đã gặp bất lợi khi cạnh tranh với các nước trong khu vực bởi hạn chế về thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng cũng như thể chế chính trị, không khuyến khích các nhà đầu tư ngoại quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới đây cũng đã chia sẻ với báo chí rằng ông đã chứng kiến không ít nhà đầu tư nước ngoài ban đầu rất háo hức đến Việt Nam, nhưng họ lại rời đi đầu tư ở nước khác. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ở Dubai người ta xây dựng một thành phố với 500 tòa nhà chỉ mất có 5 năm. Trong khi đó Việt Nam với dừng quy định như trên, hiện nay có lẽ phải mất tới 1.500 năm mới có thể hoàn thành. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trung bình để một doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hành chính tại Việt Nam là mất 384 giờ trong một năm, cao gấp 3 lần so với Singapore và gấp 2 lần so với Malaysia. Đáng chú ý có tới 58% doanh nghiệp FDI cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là rào cản lớn nhất khi đầu tư vào Việt Nam. Đa số các nhà đầu tư ngoại quốc thường xuyên phàn nàn về những vấn đề trở ngại mà họ thường xuyên phải đối mặt như cơ chế xin cho, luật pháp mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí có ý kiến cho rằng một chiếc bánh sô-cô-la có đến 13 giấy phép thì quản không được thì lại cấm. Câu chuyện vào tháng 4 năm 2024 khi giám đốc điều hành Tim Cook đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi Tim Cook rời Việt Nam, tập đoàn Apple đã đầu tư vào nhà máy của họ tại Indonesia là một ví dụ rõ nhất. Chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Google vào Malaysia đã tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào GDP của Malaysia từ năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Ở một quốc gia vừa kể trên, hệ thống tam quyền phân lập có đảng đối lập và tiếng nói của người dân được coi trọng là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch. Đây chính là điều mà nhà đầu tư ngoại quốc rất mong muốn. Vì sao nguồn gốc 171 tỷ bị mất của Chủ tịch huyện Nhân Trạch vẫn chưa có câu trả lời? Câu chuyện Chủ tịch huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Giang Hương bị mất tới 171 tỷ đồng trong tài khoản sẽ xảy ra từ rất lâu. Nhưng đến nay, nguồn gốc số tiền khổng lồ đó vẫn chưa có câu trả lời. Công luận đặt câu hỏi là tại sao một nữ chủ tịch cấp huyện lại giàu có đến như thế và tại sao cơ quan chức năng xử lý vụ việc quá chậm trễ? Có hay không việc được cho là tạo điều kiện cho người bị kỷ luật có thời gian để mà chạy tội? Vào ngày 4 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin thanh tra tỉnh đã ra quyết định thanh tra với cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương với lý do có nghi ngờ dính đến việc tham nhũng đất đai trong giai đoạn tại chức. Đại diện huyện Nhân Trạch cho biết quyết định thanh tra sẽ tập trung vào nội dung xem xét trách nhiệm của chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương và tổ chức cá nhân liên quan về nội dung quản lý sử dụng đất công trên địa bàn. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai sau đó đã tiến hành kiểm tra và kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm kê khai tài sản không trung thực theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, bà Hương giải trình số tiền 171 tỷ là do bà đi vay mượn của bạn bè và người thân mà có. Đến tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Chủ tịch huyện Nhân Trạch với bà Giang Hương. Một yêu cầu mà công luận đặt ra với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần phải trả lời câu hỏi là số tiền tới 171 tỷ đồng của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Giang Hương có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được xác minh làm rõ hay chưa. Công luận thấy rằng chỉ với một lãnh đạo giữ chức Chủ tịch huyện như bà Nguyễn Thị Hương Giang mà trong tài khoản ngân hàng đã có tới hàng trăm tỷ đồng để rồi bị lừa. Đây là điều hết sức bất bình thường. Vậy thì lãnh đạo cấp trên là bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh thì nó sẽ giàu đến cỡ nào? Đây không phải là điều lạ mà là chuyện thường ngày ở huyện. Hầu như các cơ quan chức lãnh đạo cấp cao trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam hiện nay đều giàu có như vậy, mà nguồn gốc tài sản tất cả đều do tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Hãy xem xét khối tài sản khủng cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, người cũng bị kỷ luật khởi tố bắt giam với lý do giàu bất chính, với số tiền gửi trong ngân hàng khoảng 3.000 tỷ đồng, chưa kể đến số cổ phiếu, trái phiếu có giá trị xấp xỉ 1.000 tỷ đồng như truyền thông nhà nước đưa tin. Theo kết luận điều tra của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an, tổng số tiền hối lộ mà Lê Đức Thọ nhận từ các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, lãnh đạo công ty Xuyên Việt Uê, đã lên đến hơn
1 triệu đô la. Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, có 2.500 người được xác minh việc kê khai, nhưng chỉ có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Nhưng Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, kết quả phát hiện xử lý các trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Ngay sau khi trở thành người đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc kê khai tài sản đối với đối tượng thuộc diện cần phải giám sát theo quy định lâu nay hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, chỉ nhắm vào các giới chức cấp thấp cho bộ máy nhà nước mà chưa được coi trọng. Muốn chống được tham nhũng thì những người lãnh đạo cao nhất của đảng phải dứt khoát không tham nhũng, kể cả tham nhũng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao nguồn gốc 171 tỷ đồng bị mất của Chủ tịch huyện Nhân Trạch vẫn chưa có câu trả lời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.